Kính thưa quý vị, hôm nay dự án nạo vét cảng cá Bình Đại do Ban Quản lý Bảo trì Công trình Đường bộ thuộc Sở Giao thông tỉnh Bến Tre đã chính thức bàn giao mặt bằng thi công cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Xây dựng Cửu Long Mekong. Dự án dự kiến hoàn thành trong 2 tháng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cảng cá trong thời gian sắp tới. Cảng cá Bình Đại Bến Tre được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2007, hàng năm tiếp nhận từ 18.000 đến 20.000 lượt tàu cá cập bến, bốc dỡ từ 35.000 đến 38.000 tấn hàng hóa hải sản các loại. Cảng cá Bình Đại được khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động, vừa góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, của huyện, vừa giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân địa phương. Tuy nhiên, gần đây, luồng lạch ra vào cảng cá Bình Đại thường xuyên bị bồi lấp, khiến tàu cá ra vào cảng gặp nhiều khó khăn. Dự án nạo vét cảng cá Bình Đại đã chính thức được bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Xây dựng Cửu Long Mekong vào 12 tháng 5 năm 2020 này. Tại buổi bàn giao mặt bằng, có sự tham dự của đại diện Ban Quản lý Bảo trì Công trình Đường bộ. Đại diện nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Xây dựng Cửu Long Mekong, đại diện Công ty Tư vấn Thiết kế và Tư vấn Giám sát, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bến Tre, đại diện Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Bến Tre, Ủy ban Nhân dân xã Bình Thắng, đại diện Cảng vụ Đường thủy Nội địa Bến Tre. Công trình nạo vét cảng cá Bình Đại có phạm vi thi công từ khu vực cầu tàu 600 CV, nạo vét từ mép ngoài cầu tàu trở vào bờ với chiều dài 140m và chiều rộng nạo vét 25m. Khu vực cầu tàu 45 CV nạo vét từ mép ngoài cầu tàu trở ra phía luồng với chiều dài 112m và chiều rộng 13m. Ngoài ra còn nạo vét đoạn chuyển tiếp với chiều dài 24m và chiều rộng 17m. Bùn nạo vét sẽ được một hộ gia đình người dân gần cảng cá hỗ trợ hồ chứa. Được biết, công trình dự kiến hoàn thành trong 2 tháng.